Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ dạy mọi người học cách thẩm ống ra hai màu nhé. Trước tiên mình sơn một lớp gel màu trắng làm nền, sau đó hơn 30 giây. Clip mình đang thực hiện là mình dặm màu đỏ nhé. Lớp đầu tiên mình sơn khoảng 1/3 móng, sau đó dùng cọ tát và cọ dặm để làm mờ màu nhạt dần và hơn 30 giây hoặc 60 giây tùy theo nước sơn của bạn là nước sơn đậm màu hay nhạt màu. Các bạn nên nhớ dặm đều tay nhé. Tiếp tục chúng ta sơn lớp thứ hai, nhưng lần này là chúng ta sẽ sơn thấp hơn cái lớp đầu. Lần này chúng ta cũng dùng cọ tán và cọ dặm để tán màu sao cho màu của chúng ta chia ra thành 3 lớp từ màu đậm xuống màu nhạt nha. Đừng quên là dặm đều tay nhé, như vậy màu sơn chúng ta sẽ đẹp hơn á. Vẫn là hơn 30 giây hoặc 60 giây nhé. Khoan khoan, như vậy là vẫn chưa xong đâu nha. Chúng ta vẫn còn một lớp sơn màu trắng, chúng ta nhớ không nhỉ? Phần cuối đây rồi mọi người ơi. Chúng ta phải sơn thêm một lớp sơn màu trắng ở phần cuối móng, rồi cũng dùng cọ tán và cọ dặm để móng có thể hiện rõ màu trắng ở bên dưới. Nhớ là dặm đều tay nhé, như vậy móng của chúng ta làm ông bơ sẽ đẹp hơn. Dặm, ta-da, chúng ta đã hoàn thành xong rồi. Chúc các bạn thành công nhé.